Này thì lên 16.1 này. Nghe quả comment của bác Nguyễn Vũ có vẻ nguy hiểm nhỉ. Sợ quá, thôi anh em mình lại tiếp tục chơi bạch iOS 16.1 nha. Ok, và xin chào anh em đã quay trở lại với phiên bản Smart World, mình là Quân. Vâng, và cách đây khoảng 5 ngày thì Apple đã chính thức tung ra phiên bản iOS 16.1 RC dành cho các nhà phát triển. Và hôm nay 25 tháng 10, Apple đã tiếp tục tung ra phiên bản iOS 16.1 OTA dành cho anh em mình. Và cụ thể chiếc iPhone 12 Pro Max của mình cũng đã có cái phần update vào đêm ngày hôm qua. Mình đã update thử luôn rồi anh em ạ. Thực tế ra thì mình vừa up vừa run. Đấy, vừa up vừa run, vừa up vừa tiếc. Không hiểu là phiên bản iOS 16.1 này nó sẽ có hiệu năng như thế nào, pin nó ra sao và nó có bị lỗi không. Đó. Vì cái phiên bản iOS 16.0.3 trước đây mình đang dùng ấy nó vẫn khá là ngon. Ok, hôm nay thì mình sẽ chuẩn bạch cho anh em iOS 16.1 xem nó có những cái cải tiến gì nhá. Bắt đầu video thôi. Mấy giây dành cho quảng cáo. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu mua iPhone 13, mua iPhone 14 mới nhất thì anh em hãy truy cập link phía dưới phần mô tả nha. Mức giá cực kỳ ngon. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về iOS 16.1. Thì cái phiên bản iOS 16.1 lần này thì nó sẽ có cái dung lượng nhẹ hơn anh em ạ. Nó chỉ vào khoảng 900MB thôi. Và nó sẽ không chỉ định sửa lỗi cho bất kỳ một chiếc iPhone nào cả mà sửa lỗi chung hết. Và nó sẽ có cái thời gian update khoảng 20-30 phút tùy theo mạng và máy của anh em. Và cái trên chiếc iPhone 12 Pro Max của mình update thì nó sẽ không bị flop các thứ đâu. Anh em cứ thoải mái đi, đừng có sợ đen màn hình không lên nhá. Ok, vì đây là một phiên bản iOS 16.1 chứ nó không có cái đuôi phía sau ấy. Vậy nên nó không chỉ sửa lỗi không đâu mà nó sẽ có thêm một số tính năng và giao diện mới anh em ạ. Giao diện mới anh em có thể nhìn thấy luôn phía trên. Pin đã hết pha ke rồi anh em. Android đã đỡ cười nhạo rồi đúng không? Giờ thì cái phần trăm pin và cái biểu tượng pin nó sẽ tương đồng với nhau nhá. Ví dụ anh em còn 50% pin ấy thì cái biểu tượng pin của anh em nó cũng chỉ còn 50% thôi, chứ nó không kín đầy như kiểu năm ngoái. À, như kiểu phiên bản trước nữa, quên mất lại năm ngoái đúng không? Và cái phông chữ ở bên trong cái icon pin ấy nó to hơn, nó rõ hơn, anh em nhìn nó sẽ đã mắt hơn và nó dễ nhìn hơn. Nhưng cái lỗi gõ bàn phím đã hết chưa? Và xin thưa với anh em, cái lỗi gõ bàn phím cũng đã chấm dứt hoàn toàn rồi anh em ạ. Wow, thật sự cái lỗi này mình cảm thấy nó cực kỳ khó chịu. Mình cũng đã thử edit bằng CapCut, nó cũng không bị lỗi nữa. Mình hy vọng mai nó cũng không bị lỗi nữa, đúng không? Ok, ngoài ra thì Apple có giới thiệu thêm một số tính năng mới. Ví dụ như anh em sẽ có cái thư viện ảnh được chia sẻ trên iCloud này. Và nó sẽ bổ sung một số tính năng hỗ trợ thêm cho các app thứ ba vân vân và mây mây. Tuy nhiên, cái này thì mình cũng không quan tâm cho lắm. Mà mình chỉ quan tâm đến pin, đến hiệu năng, đến nó có mát hay không thôi. Chúng ta sẽ đi tiếp tục đến phần hiệu năng. Về điểm CPU và GPU qua một số bài benchmark như kiểu AnTuTu và Geekbench 5 thì anh em có thể nhìn thấy trên màn hình. Điểm số nó cao hơn hẳn luôn. Nhất là điểm GPU, chắc chắn các anh em game thủ sẽ rất thích điều này đúng không? Chơi game nó mượt hơn là cái chắc rồi. Và về mình trải nghiệm thực tế cái tựa game Genshin Impact ở mức thiết lập đồ họa cao nhất thì anh em có thể thấy mình bay nhảy cực kỳ mượt mà và số FPS chắc khoảng 60 thì nó đã lấp ở đấy rồi. Ok, đối với mobile thì nó sẽ ổn định ở mức 60fps và khi combat các thứ nó sẽ không bị giật lag anh em nhá. Và đặc biệt nó sẽ không bị rốt đâu anh em. Rồi, còn đây là nhiệt độ khi mà mình stress test này, anh em có thể nhìn thấy ở trên bề mặt cảm ứng thì nó vào khoảng 35 đến 36 độ mà thôi. Còn ở trên chiếc iPhone 12 Pro Max của mình thì nó sẽ nóng nhất ở gần phía cụm camera. Đó, chắc chắn mùa đông này sẽ không lạnh nữa rồi. Sẽ rất ấm đúng không? Còn về pin, nó sẽ là một cái điểm cộng cực kỳ đáng giá trên iOS 16.1. Nếu như anh em nào cần một cái hệ điều hành mà pin nó trâu ấy thì không thể không update iOS 16.1 nha. Anh em có thể thấy qua video trước ấy, mình có sử dụng iOS 16.0.3, mình dùng một cái bài test AnTuTu trong vòng 10 phút thì 10 phút sẽ giảm 5% pin đúng không? Còn ở lần này thì cũng AnTuTu cũng 10 phút nhưng không hề giảm 1% pin nào. Wow, mình phải qua đến cái bài test Geekbench 5 thứ hai nó mới giảm được 1%, chứng tỏ pin của nó cực kỳ trâu. Còn nếu muốn đánh giá pin một cách kỹ nhất ấy thì mình phải xài khoảng 3-4 hôm hoặc 1 tuần hoặc là 2-3 tuần gì đó thì mình mới đánh giá chi tiết cho anh em. Khi đó thì mình sẽ có một cái bài đánh giá phía sau video này nha. Trên đây là những gì mình đánh giá thực tế về trải nghiệm iOS 16.1. Nếu đúng ra ở những video trước mình sẽ nói các bạn đừng nên update vội đúng không? Nhưng trong video này nếu như anh em nào đang xài iPhone 12 Pro Max như mình thì update luôn và ngay đi chứ còn gì nữa. Hiệu năng ngon hơn, mát hơn, pin trâu hơn,
phần trăm pin đỡ pha ke hơn. Quá ngon. Ok, anh em nào đã lên và kết quả ra sao? Anh em lên chuyện dòng iPhone khác nó như thế nào? Hãy để lại ý kiến trong phần comment. Giờ thì xin chào gọi lại anh em. Anh em thấy video X đừng quên like, share, subscribe, nhấn chuông của team cho mình nha. Bye bye.